quý. À, cây mã số 1 ha. Cây tứ quý. 28 ha. Quanh 28. Quá tại cái nồi thấy cưng dữ ta. Mình đế 90. Đế 90. Ghép là cúc hồng lộc. Cúc hồng lộc ha. Cây này mình giao lưu giá nhiêu anh Út? Chào cả nhà đã quay trở lại với kênh của em nha. Thì hôm nay em có đến vườn mai của anh Út Bùi tại xã Hưng Kính Trung B, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre, để quay cho cả nhà mình cùng giao lưu với nhà vườn mình một số cây mai tại vườn ha. Thì đầu tiên em sẽ quay sơ vườn nhà cho chúng ta một đoạn, rồi bắt đầu là có báo mã số cho chúng ta dễ mua ha cả nhà. Thì hôm đó nay thì em hay quay nhưng mà không có báo mã số, thì hôm nay quay báo mã số cho cả nhà mình nha. Trước mắt em là một cây mai phải nói là rất là già luôn ha nha. Già, bệ đế kinh khủng ạ, gấp đa phúc. Nhiều lắm, bên nhà vườn mình thì còn rất là nhiều các mẫu cây ha. Thì đây em quay sơ thôi. Thì trong quá trình em quay thì cả nhà mình thích cây nào thì chụp màn hình gửi cho nhà vườn. Thứ nhất, thứ hai nữa thì nếu như mà ngoài những cây đó ra thì cả nhà mình cứ liên hệ nhà vườn coi còn những cái mẫu như thế nào, nhà vườn sẽ giới thiệu cho chúng ta ha. Đây quay sơ thôi. Vô trong kia mấy báo mã số. Nhiều cây đẹp lắm, nhà vườn mình nhiều cây đẹp lắm. Để em quay sơ qua một cái rồi chúng ta vào chi tiết ha. Nhà vườn mình thì đủ các dạng cây cả nhà, coi như là hàng ghép, mà đa phần là những hàng ghép già mùa ha. Lùn có, cao có, phôi có, ôi thôi đủ thứ ha. Gốc già, gốc gốc non gì quá trời luôn. Ồ này quá trời phôi luôn nè. Rồi thì chúng ta bắt đầu vào báo mã số ha. Rồi chào anh Út nha. Thì hôm nay mình giao lưu với nhà vườn mình bao nhiêu cây mã số anh Út? Tầm 10 cây, mười mấy cây vậy ha. Ít ra quay đại nhiều nhiều đi. Rồi tới đâu hay tới đó ha. Rồi. À, cây mã số 1 ha. Cây tứ quý. 28 ha. Quanh 28. Quá tại cái nồi thấy cưng dữ ta. Mình đế 90. Đế 90. Ghép là cúc hồng lộc. Cúc hồng lộc ha. Cây này mình giao lưu giá nhiêu anh Út? Đã 7 triệu rưỡi bao ship. À, cục này là 7 triệu rưỡi bao ship cả nha. Bao ship 200 cây em. À, bao ship 200 cây. Ồ, thôi quá. Thuận đường đi xe tải luôn. Ừ. Thận đừng đi xe tải cho nó yên cây ha. Ờ thì cây mã số 1. Rồi mình lên cây số 2 đi, cây đẹp quá trời luôn. Rồi cây mã số 2. Thì ghép vỏ đa phúc ha đúng. Đa phúc. Mày tát chơi bông. Ừ, hàng này hàng chơi bông ạ. À. Hàng đẹp không nha cả nhà, hôm nay quay mã số hàng đẹp nha, chứ không phải như bình thường quay hàng sổ nha. Quay những nhà vườn khác cả nhà mình đừng nói so sánh giá cây, người ta cây đẹp không à. Hoành 35. Mình đế 90. Hoành đế 90. Cao luôn anh, cao chiều cao với tán ngang luôn. Chiều dễ. Cao 90. Cao 90. Ngang 1 mét. Ngang 1 mét. Giá nhiều đúng. 7 triệu bao ship. Giá 7 triệu. 7 triệu cho một cục trần dần nè cả nhà, thấy cái cục bao hết biết chưa. Bao ship 200 km. Quay này anh quay cái này anh có lợi là xong là hết cỏ luôn. Em ngồi em mặn một hồi là hết cỏ luôn á. 7 triệu ha. Nói chung cái cục này nó bự lắm nha. Ủa nay có đỏ cũ không ta? Có cũ 90. Cũ 90 ha. Ôi ôi cũ nè. Thương chưa? Dặn dặn cốt này thì ghép cũng cứng ngắc nha cả nhà. Tết nay thì dư bông rồi nha. Có nụ cái này về banh tàn cái nữa là phê nha. Cái này đóng phòng. Ừ, cây mã số 2, giá 7 triệu, bao phí ship 200 km. Rồi xuống luôn. Nổi không? Đại đi.
Được, mua được là tính được hết à. Ok, quay quán đẹp lung linh luôn trời. Đẹp thiệt. Ừ. Lung linh ạ, à. Thành công. Thấy à, thấy à. Này lặt lá ra nhìn nó phê lắm chưa. Dạ. Cái này đẹp à, cái này mà phải như mấy năm trước Tú Củ Cải Hừng là nôi của Tú Cải à. Khỏi bán đâu xa. Cái này đẹp thiệt. Quá là già cây mà nó tùm. Rồi đo hông số cho nên nó hết biết cây bay quắn luôn mà. Hoành 22. Hoành 22. Cao 90. Cao 90. Gọng. Cũng gọng dữ ạ. À. Gọng 90 luôn ha. Gọng 90. Ôi, sáng đẹp thiệt ta. Xoay vòng ra nút. Cái thân đẹp. Cái thân đẹp, ghép mai sắn nuôi đẹp nữa. Ồ, cái cục cái chỗ ghép nè cả nhà, mắt ghép nè. Này có nước đóng thùng cây quá. Đóng cây chở ra chỗ Khánh Trung đóng. Cao à. 5 triệu hả? 5 triệu. 5 triệu giá này chơi được nha cả nhà. Giá này chơi được nha cả nhà. Giá 5 triệu vào kiếp 200 km. Rồi. Thuận đường đi xe tải. Ừ, thuận đường đi xe tải luôn. Rồi xuống cây số 3 đi. Lên cây số 4 không? Cây số 3. Ừ. Đa Phúc. Đa Phúc. Rồi đo hông số rồi nó. Đo tinh thần đi rồi đo cái cũ. Ừ. Hoành 42. À, hoành vị trí đó là 42 nha cả nhà. Cũ ngay đây, cũ đặt em. À ngay. Ngay đó cũ rễ á. Hoành 55. Cũ rễ là 55. À. Chưa tính cái nồi nha cả nhà. Còn nồi chứ. Đo chậu luôn ha. Thôi vậy được rồi, thấy vậy là biết bự rồi. Cao với chiều ngang luôn. Có có cốt cành ngang ha. Mét á. Ngang 1 mét. Cao 1 mét 1. Mét 1. Giá Đa Phúc. Giá Đa Phúc. Rồi giá nhiêu luôn lúc. Cái... giá 7 triệu. Nay nhà vườn mình giao lưu với cái giá là cũng dễ thở lắm nha cả nhà. Bao ship luôn á. Ừ. Nói chung á thì tại vì nhà vườn ngợp nên mà giao lưu cái giá dễ thở. Đúng. Cũng hơi ngợp hả? Cái này cây phôi không thấy cũng nhiều á. À hai cây phôi nhiêu rồi cái gốc đó. Bự lắm nha cả nhà, ngay chỗ này là 50 mấy hoành nha, chứ không phải nhỏ nha. Củ thì đẹp, cây thì đang rất là mạnh, rất sung mãn luôn nha, ghép Đa Phúc. Tàn nhánh nè. 7 triệu ha. 7 triệu mà bao ship nữa này thứ chưa nói. 200 km. Rồi, kế tiếp. Đó, tới đồ để bàn. Gốc nhớt hay gì không? Ờ. Nhất chà bá luôn. Hoành 26. Hoành 26. Đo cốc ghép ha. Ừ, đo cốc ghép ha. Cốc ghép 21. Ờ, cốc ghép 21. Cái gốc nhất nha cô chú anh chị. To đùng đùng luôn nha. 80, chỉ cao 80. Cao 80. Ngang 80. Ngang 80. Giá nhiêu nè? Giá 3 triệu. 3 triệu. Cái này cái mã số 5 hả? Dạ, mã số 5. 5. Giá 3 triệu. Đây cả nhà xem. Cái cốt ghép nè. Cái cốt ghép không là 21 đó cả nhà. Khủng hoảng chưa? Mấy này hàng này về chơi Tết thì xứng đáng đồng tiền bát gạo luôn nha. Bông nó nở đẹp lắm. Nhà vườn ép cái chậu mỏng nuôi để bàn được cũng gọn ha. Rồi. Lên cây kế tiếp. Ồ, hàng này nguyên một con cốc. Chà bá luôn nè. Đây, đồ này đồ chơi nha. Này đó không liều chặt thì lùng thêm chút nữa nhìn chắc lực dữ lắm. Hoành 31. Còn đo cốc ghép luôn ha. À đo cốc ghép mà. À cốc ghép. Ghép 14. Cốc ghép 14. Đo cũ luôn ha. Cũ luôn. Cũ 90. Cũ 90.
cao 1 mét. Cao 1 mét. Ngang 1 mét luôn. Ngang 1 mét. Rồi. Cây mã số 6 giá nhiêu đúng? Cây này 12 triệu. Giá 12 triệu. Đây, cô chú anh chị mình xem. Liền không có mặt thẹo gì. Ồ. Có hai cái nhánh này cặp. Không có cái mặt thẹo luôn nha cả nhà. Cái này là cái nhánh nha. Hết biết nó liền lạc, cây nó lên xù xì khủng khiếp chưa. 12 triệu. Đã vậy chứ. Cái này giống cóc. Con độc thần thừ. Mã số 6. Ồ. Bự con dữ à. Nguyên một con gì nó nằm à. Cho con gì coi cho. Con này cái này ghép Thủ Đức à? Thủ Đức. Thủ Đức. Ghép tên 3 năm à. Tên 3 năm có bụi trắng à. Quanh 45. À, quanh ngày gì tí đó 45 nha cả nhà. Rồi. Cái ôm đại đi. Ôm đại à. Ôm này. Đây. 1m2. 1m2. Đo hình thú dài luôn đi tại có con nằm. 60. 60. Chiều cao 90. Chiều cao 90. Dài 1m2. Dài 1m2. Cây này cây mã số 6 phải không? Cây mã số 7 phải không? Mã số 7. Giá nhiêu anh Út? Giá 15 triệu. 15 triệu cho một cái cây nhìn xa là thấy nó bự dữ lắm rồi cả nhà. Lại gần coi nó bự cỡ nào. Ồ. Oh, quá trời cái gốc nó bự cả nhà ơi. Ờ, cái đó cái mã số 7 đúng. Cái cốt nè, cốt chào bá nè, 15 triệu. Đây cây bự chảng mà nhà vườn ép cái chậu vô uy tín chưa? À, hết biết cây bự. 15 triệu cho cây mã số 7. Rồi xuống luôn mất tài ơi. Xây lại coi chừng dướng, hồi dướng cái tàn làm không xiết nha. Rồi, cây mã số 8. Này ghép vỏ Đa Phúc Núc. Đa Phúc. Cây đẹp không nha cả nhà. Nay cây đẹp không nha. Nay nhớ bắn tim cho em chèo chèo nha. Nay quay cây đẹp không đó. Hoành 36. Cao 90. Ngang 1 mét. Ngang 1 mét. Cây nằm chậu 50 lọt lòng à. 50 lọt lòng. Bán 13 triệu. 13 triệu. Và ghép 2 đồng cuối. Này chưa ghép, chỗ này không có ghép phải không? Không có ghép. Cho em lãi vài ba lá ngoài quay vô có cái ửng này xem nó đẹp quá trời nè. Đấy. Đó cả nhà xem. Nó có cái đoạn này nè, cái co nó lắc sao nó phê quá trời không biết. Nó đã nhẹ nhẹ thôi nút, từ từ thôi. Đó, thấy co lắc chưa? Mê chưa cả nhà? Rồi xây đại đi. Đó. Cái đó nó nhiêu? 13 triệu hả? 13 triệu bao ship. Xứng đáng đồng tiền mắc gạo nha cả nhà. Bao ship 200 km. Mình quay ngang với cây này mình chụp hình thấy nó không đã đâu mà quay thấy nó có cái đoạn chuyển ở chỗ này nè. Nó đẹp quá trời. Cây này đẹp toàn diện nha cả nhà. Này thì thích thì chơi thôi chứ giá này cả này thì em thấy nó vừa chơi á. Chỗ nhà vườn mình so với những nhà vườn lớn khác thì nó là giá hợp lý. Đừng so sánh với những nhà vườn bán sổ nha cả nhà. Rồi, kế tiếp. Rồi, cây mã số 9. Hướng nào cũng được anh Đúc ạ. Cây mã số 9 nha. Cũng là ghép vỏ Đa Phúc. Quay vòng đi đâu. À, quay vòng đi. Đẹp quá đẹp. Đó, ôi ôi. Đẹp hơn hoa hậu mới đăng quang luôn ạ. Giả Đa Phúc. Hoành 37. Hoành 37. Quá trời nội à. Hoành đế 103. Đế 103. Chiều cao 1m2. Ôi, chiều ngang 1m2. Ngang 1m2. Cao thì 80. Cao 80. Bán 10 triệu.
giá 10 triệu bao ship cho cây này đó nha, đẹp đó cả nhà. Hay quá. Quay mà được xây xây vậy là mê rồi đó. À, quay lên đăng hết clip này, quay clip nữa nha. Vậy nó mới thấy đẹp hết cái cây, bình thường bò dưới quay gần chết hả? Không, quay cái con chút xíu à. Thấy đâu rõ. À. Không nhá nghe. Ừ, không có, không đẹp quá. Cái này đế được. Đế. Đế wow, đường thân thì khỏi nói. Phê. Đó, tàn túa rồi. Và cái cốt ghép là cũng cứng ngắc cho nó, cái đầu này nó hiếp, còn tí tẹo nữa là hết rồi nha cả nhà. Rồi, xuống cây mã số 9. Để đó luôn đi, quay quay cái gì. Rồi, cây mã số 10. Cây bự hay nhỏ? Để miễn miễn cây đó bự thì mình đem cái này vô. Đó quay được đem tổng chứ ginh ra cờ tầng thân ạ. Rồi. Cây giảo Thủ Đức. Cây mã số 10 rồi qua đo này nó. Tên xuống vẫn được, miễn cái tên thì nó dướng cái rễ còn dưới đó thôi, ngày đó đó đây. 52. 52. Cho tự bụ cho nó 50 luôn á. À, cho tính 50 hoành đi. Ừ. Cái này khó đo quá. Thì khó đo. Tính sao được. Ừ. Muốn tính sao tính là cây vậy đó. Hoành đế 100. Hoành đế 100. Tán ngang 1m3. Tán ngang 1m3. Chỉ cao 80. Cao 80. Giá nhiều nó quá. Này giá 15 triệu. 15 triệu cho cây mã số 10. Đây. Chúng ta bước vào xem em nó ha. Cây làm rất là sạch cây ha, rất là kỹ luôn. Hôm nay có ghi cái giá luôn hả nó, để hồi không nhớ không? À ghi giá rồi ha. À, cái cốt ghép bự chảng nha, này ghép chắc cũng tầm 3 mùa hơn ạ. Hơn 3 năm. Hơn 3 năm. Cây già cây ha, mai vườn nha cả nhà. Giảo Thủ Đức. Giảo Thủ Đức. Ừ. Mặt này cây trực pin nhìn nó hay lắm cả nhà. Bự con. Rồi xuống hàng luôn. Đó, lên cây này khủng bố bà ba nè. Rồi tiếp tục là cây giảo Đa Phúc. Quá trời đế này, này, à, này 11. Lên đây ngồi xây xây nóng không? Cưng ghê không? Rồi đôi nó quá. Hết biết cái bạn cả nhà. Hoành 38. Hoành 38. Cao 1m mét 4, nhưng mà lấy mét 2 thì mình lấy đâu lấy tới cái đọt nó dữ à. Tăng ngang 1m1. Tăng ngang 1m1. Tính cỡ đó. Mét 2 ngang mét 2 luôn. 1m1. Giá nhiêu nó? Cái này 12 triệu. 12 triệu cho cái mã số 11. Giúp giả Đa Phúc nha cả nhà. Cái bệ đế thì phê rồi đó. Đây, đường thân lượng lắc ha. Lắc 1 2 3, 3 nhịp, lắc 3 nhịp ha. Cốt cành có nha, cái này là thì chân cành có sẵn luôn nên đóng vô thì nó mau ăn, nó lực cây nữa. Chứ phải cây trụi ha. Cây mã số 11, giá 12 triệu, ghép giảo Đa Phúc. Bao phí ship 200 km. Rồi coi như là cây 11 cũng là cây cuối cùng trong clip ha cả nhà. Thì thì ngoài những cái cây đó ra thì bên nhà vườn mình còn rất là nhiều mẫu cây, từ cây mai tàn tới cây gốc nhớt, ôi đủ loại ha. Thì cả nhà mình
có cái nhu cầu loại nào thì cứ alo nhà vườn. Thì ở đây so ra với những cái nhà vườn lớn ở đây thì chỗ nhà vườn của anh Út thì cây làm cây cũng rất là sạch và bán cái giá cũng rất là vừa phải ha. Cô chú anh chị mình đừng so sánh với những cái nhà vườn hôm đó Nam quay bằng những hàng chợ. Ở đây người ta làm những cái hàng nó đẹp, cây nó rất là sạch cây. Một cái phôi vô là giá cũng rất là giá trị rồi. Do đó thì cô chú anh chị có nhu cầu ha, thì mua ủng hộ giùm nhà vườn nha. Cái số điện thoại thì em để bên dưới phần tiêu đề để chúng ta tiện liên hệ nha. Rồi, chào tạm biệt cả nhà. Chúc cả nhà một ngày thật là nhiều niềm vui cũng như thật nhiều sức khỏe nha.